Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nói đến xưởng may Việt Nam tại Liên bang Nga, không ít người tò mò muốn tìm hiểu, song cũng nhiều người bàng hoàng toát mồ hôi vì đã đi qua những năm tháng trong các xưởng may tại Liên bang Nga. Vâng, đấy là thời cách đây đã gần chục năm, thì xưởng may đen của người Việt Nam tại Liên bang Nga là nỗi ám ảnh của nhiều người. Vì đồng tiền giúp đỡ gia đình người thân mà họ phải sang Nga để lao động tại các xưởng may đen. Một số ít may mắn thì qua vài năm lao động trở về nhà với một số đồng vốn ít ỏi để làm ăn. Số không may mắn thì bị bệnh, bị công an Nga bắt, bị trục xuất về nước, bị chủ xưởng may quỵt tiền lương vân vân. Nhưng bây giờ đã khác, xưởng may đen đã không còn tồn tại trên đất Nga, thay vào đó là các xưởng trắng. Theo cách gọi của người Việt, nghĩa là xưởng may hợp pháp. Hôm nay là ngày đón năm mới, xin mời các bạn theo tôi tới tham dự và chứng kiến cảnh đón Tết của các bạn công nhân trong một xưởng may trắng nhé. Xin mời các bạn cùng xem. Cũng là những ngày gần cuối năm 2018 thì Hội đồng Hương Thanh Hóa mình tổ chức buổi tiệc liên hoan, tiệc tất niên các bạn, tổng kết năm 2018. Thì mấy anh chị em đang làm việc tại công ty đến từ tất cả các huyện của Thanh Hóa. Thì mọi người tổ chức buổi tiệc chung vui với nhau, muốn làm cái tăng cái sự đoàn kết trong công ty. Thì năm nào bọn mình cũng tổ chức các bạn ạ, tầm khoảng những cái ngày 27 28 cuối năm này thì anh em cùng nhau và tổ chức buổi tiệc. Thì hôm nay thì thực đơn của bọn mình thì sáng sớm thì mọi người đi đi với anh Alex, anh ấy nhiệt tình mà đi mua con rê này các bạn này. Thì mà hai thằng em mình đang thái này, hôm nay mình bận thì mình cũng không ở nhà được. Thì về thì các anh chị em đã làm xong rồi. Thịt dê bên này rẻ lắm các bạn ạ. Dê ở đây có nó còn 30-40 kg mà nó 6-7 nghìn giúp ra. Thì hôm nay bọn mình mua cái con này là 30 cân đấy. Thì 30 cân thì nó có 5 nghìn rúp, tính như tiền Việt của mình thì có khoảng hơn 1,5 triệu thôi, nên rẻ lắm. Thì ở bên này bọn mình thì mua rau thơm ấy, rau thơm ấy là lá sung thì các thứ nó mắc hơn 1 ký thì mình phải gửi từ trên trên mát xuống, nên là hàng sách tây chuyển từ Việt Nam sang thì nó mắc. Chưa là thịt thì bên này nó cũng như Việt Nam mình, và thịt dê với ba cái đồ lòng mề các thứ thì nó cũng rất là rẻ. Nhiều khi thì ngày xưa thì có thể là nó xin được, bây giờ thì người Việt mình nhiều ấy, họ cũng bán nhưng mà nó giá thành nó rẻ lắm các bạn. Thế đây là các hội trường công ty mình các bạn nhé, đây là hội trường công ty mình. Thì các tổ chức các sự kiện ăn uống thì đều tập trung ở đây. Thì
Đây, đang mấy anh chị em đang làm cái công tác chuẩn bị để mà cho cái bữa tiệc liên hoan bọn mình. Đánh nhiều em ơi. Chiều nay phải đánh tầm 17-18 bát đi nhỉ. Thoải mái, tiết nhiều thế này thoải mái. Đây là chuyên gia nhá các bạn nhá. Thằng em mình đây là chuyên gia về làm tiết canh dê. Ngày xưa có thằng em Lục ấy, nhưng mà nó về nước làm đây 6 năm rồi nên về 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 rồi. Thì bây giờ có em Ngụ, em một Lục giỏi. Hai anh em đều khéo tay. Việc bếp núc này thì ăn uống liên hoan đều có. 17-18 bát làm sao đủ tiết được, cứ từng lấy tiết này. Xong. Mày không à? Thế là lá chim chứ là chim không thấy. Là chim có để ý đến cái chỗ đấy đâu. Lá chim không thấy đâu. Lá chim bắt nó rơi lên. Tao chủ yếu là quay cao thủ đánh tiết canh dê thôi chứ sao mà để ý cái chỗ đấy đâu. Anh nó bốc bốc tốt leo lên. Ngủ hành nghề được mấy năm rồi em? Lần đầu tiên anh ơi. Đây lần đầu tiên. Thôi. Nghe bữa ở nhà đây làm được mấy năm rồi mà. Rồi nhá. Hả? Cú đủ chết. Đủ chết thì cứ cho nó ăn thôi. Con đây có cái gì đây? Thường hợp cái gì đâu. Trước có anh Lục rồi bây giờ theo chân anh Lục rồi. Lục sang đấy có làm con dê nào chưa? Chưa làm dê mà chắc là biết canh lợn. Cao thủ đang pha này. Đặc quá. Giờ lại đây lấy mồi đây nè. Lại lấy mồi ăn này. Con cháu đang thái đấy mà cứ vậy. Để chú ăn không chứ cái thằng này. Thế đây. Cháu này vứt đi rồi. Ăn đi rồi. Để tí nó có lại không xuống sao? Đấy, vào tí đừng có xuống ấy. Chó này đấy. Thì thôi, không có đủ. Thế mà thiếu thì sao thế?
sao nữa? Thoải mái. Ủa, mình nấu cháo gì đâu. Đấy. Mình cần hết tiết nữa. Làm sao được rồi, mình gỡ tiết nữa, còn hết tiết nữa. Mấy bát rồi? 7-8 bát rồi. 10 bát. Được mà, còn 2 lần tiết thôi mà. Đặc nhỉ. Ơi, tí là lo gì, ngoài trời đang tuyết như này, tí là đưa ra ngoài tí đông hết. Con burger ra cửa rồi này phát ra đông hết, không còn phải lo. Ngoài trời âm bao nhiêu độ, hơn chục độ mà. Thừa tiết đấy. Đây. Anh Lê có làm được cái món này không? Anh Lê ơi, có ăn được món này không? Anh Lê có muối không? Anh Lê không ăn món này bao giờ? Dê mà anh không ăn hả? Không phải con kiều. Làm gì có lợn đâu? Không đi về nhà nó không có con kiều nhiều lắm. Cừu á? Cừu ấy thì tiền quá. Không bỏ được. Dê thì từ 6-7 con nhưng mà không bán được 2 con nữa thôi. Tự dưng bọn này nó cao lắm, yên tâm đi. Từ hôm nay các bà hết chưa bán. Từ sướng đang lên YouTube à, đang lên Facebook à? Cho cái giấy xuống đi. Chụp anh làm kỷ niệm nữa. Quay cái thằng kia. Quay đâu? Làm cái đầu đẹp thế à? Đầu sang. Bạn này đâu? Bạn đâu gọi sang đi? Sang, chưa sang. Mời mấy đứa sang. Nhưng người ta quay thêm bàn. Mấy chị ông chuẩn bị công tác hậu cần. Hôm nay nhá, cam à, bạn mua này là phải nhớ cái thằng mua. Cái thằng mua nhìn người ta biết ngay này, kéo mỏ quá thì dày, cái nào cho béo ăn thì bóc đi. Đủ 13 người thôi. Quay à? Đủ mấy người? Quay anh chụp đây. Quay quá. Mấy giờ? Tiêu lắm. Nhanh nhanh lên thôi, tớ phải tặng quá. Quay thằng mục đâu? Dạ, mục đâu? Mày hết từ không? Mà mày đi đâu ấy? Đứng gần gần mày em à? Đứng gần sân luôn rồi anh. Lên đây cái gì đó. Anh lên toàn cảnh hết. Đưa tay lên. Đưa tay bên kia lên. Được chưa? Nào đi ơi, vào sát này. Quay ngang máy. Cường nghe đấy. Nghe đấy. Hello. Nhà chỉ có tâm không có tài. Hôm nay cái này mà xôi này có mấy chị em đây. Có ngon không? Mấy chị lan đầu diễn nè. Mấy chị lan đầu diễn nè. Bây giờ em vô đi. Không rồi, ngàn nhà nó vô à? Chia nô đi. Vô. Ôi, đẩy yếu đi. Mạnh nhớ chưa? 3-1. Từ. Rồi đi.
đây. Chán nhớ gì chán. Tôi nào quay đi vào hành sản đi. Có chưa? Anh Thắng ơi. Tao gọi nó rồi, nó có bảo kệ nó xuống cái đèn nó. Ừ, kệ nó lúc nào nó xuống thì xuống. Đây. Cái đồ cháy quá mới uống. Tới trong nè. Có chỗ ngồi chưa? Hả? Không trực tiếp à? Khoa làm câu hòa Thanh Hóa đi. Khoa đâu ngồi. Khoa làm câu hòa Thanh Hóa đi. Ngồi nào. Hả? Mày đâu? Để cái thiệt kia nhúng vào chín nhá. Nhúng cá vào mọi người ăn. Đùa 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 chán nhá. Riêng Linh nhá. Riêng Linh bằng giải quyết. Không kệ nè. Riêng Linh bằng giải quyết. Bằng. Mày bỏ anh Linh bảo mày không nói rồi đó. Bằng cứ đi bằng ơi. Mày xuống mày kèm ra tầm chưa. Xuống chưa. Nghe chưa mày. Ừ để qua bôi làm không bỏ anh Hoa đi. Anh em Hoa nào. Chị em ơi, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.